Dàn bá đạo tổng tài đời thực của Cbiz, Phạm Băng Băng tặng nhà, Triệu Lệ Dĩnh quá chu đáo ân cần. Theo sự phát triển của Cbiz cùng địa vị, nhiều ngôi sao hoa ngữ cũng trở thành ông chủ bà chủ giàu có, trở thành tổng tài của giới giải trí. Mỗi người họ lại có một cách hành xử khác nhau với nhân viên. Trong số đó, có không ít người nhận lời khen vì hành xử phóng khoáng chẳng khác bá đạo tổng tài là mấy. Nếu bạn tò mò muốn biết đó là những ai thì hãy chịu khó theo dõi nhé. Dương Mịch. Chắc mọi người cũng nghe đến ồn ào rời gia hành của Dương Mịch rồi nhỉ. Thật ra, đa phần khán giả thấy tin này chẳng quá bất ngờ đâu, vì từ nhiều năm trước Dương Mịch đã là bà chủ và có phòng làm việc riêng rồi, đâu còn phụ thuộc gì với gia hành nữa. Và lối hành xử của cô với vai trò là tổng tài cũng rất đáng nể đó. Bất cứ ai từng làm việc chung với Dương Mịch đều ca tụng cô hết lời vì tính cách phóng khoáng và tốt bụng. Trong các dịp lễ lớn, Dương Mịch thường mạnh tay chi tiền thưởng cho nhân viên đó. Ví dụ như dịp Trung thu, Dương Mịch sẽ cho mỗi nhân viên khoản tiền lên đến 200.000 nhân dân tệ, còn nếu là Tết Nguyên đán thì tiền thưởng còn khủng hơn nhiều. Phạm Băng Băng. Dù mất cơ hội hoạt động trong làng giải trí hoa ngữ vì lùm xùm thuế, nhưng điều này vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến sự giàu có của Phạm Băng Băng, bởi cô hiện đang là chủ tịch của một thương hiệu làm đẹp lớn, còn đoàn đội trong studio của Phạm Băng Băng vẫn theo sát cô không rời, vì hiếm có bà chủ nào lại phóng khoáng và tốt tính như người đẹp này. Ví dụ như khi nhân viên nữ của mình cưới chồng, Phạm Băng Băng đã bao trọn chi phí tổ chức hôn lễ cho người này. Ngoài ra, cô còn mua luôn nhà ở hay siêu xe cho các nhân viên vào những dịp lễ lớn nữa đó. Hào phóng là thế, bảo sao dù Phạm Băng Băng thất thế thì các nhân viên vẫn sát cánh bên cô. Huỳnh Hiểu Minh. Từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn được lòng mọi người vì tính cách chu đáo, ân cần. Sự tốt bụng của anh không chỉ dành cho đồng nghiệp là người nổi tiếng thôi đâu, mà đến các nhân viên của tài tử thần Điêu Đại Hiệp cũng dành những lời khen có cánh cho ông chủ của họ đó. Bởi Huỳnh Hiểu Minh rất thích chiều lòng nhân viên, không chỉ thưởng Tết hàng năm lên đến nửa tỷ đồng, Huỳnh Hiểu Minh còn thường xuyên mua xe hơi đắt tiền, đồ dùng xa xỉ hay vé máy bay Tết cho mọi người về quê nữa cơ. Ngoài ra, anh còn có một thói quen rất tử tế là gửi tiền mừng tuổi cho bố mẹ của nhân viên hay giúp họ đu idol miễn phí nữa. Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh là cô gái có gia cảnh không được tốt vì lớn lên ở vùng nông thôn và chẳng có cơ hội để theo học trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp. Có lẽ vì thế mà Triệu Lệ Dĩnh luôn tôn trọng các nhân viên của mình, chẳng bao giờ yêu sách hay hạnh hoại họ. Chẳng những thế, Triệu Lệ Dĩnh còn nổi tiếng là bà chủ tốt bụng, chu đáo nữa cơ. Những người từng làm việc cho Triệu Lệ Dĩnh hé lộ, ngôi sao gió thổi bán hạ rất thích tạo bất ngờ cho nhân viên. Ngoài thưởng khủng thì cô còn hay mua nhà, mua điện thoại xịn cho họ. Chi tiền thôi chưa đủ, Triệu Lệ Dĩnh còn chu đáo đến mức thuộc lòng sở thích ăn uống của nhân viên và thường đặt đồ ngon để khao mọi người. Châu Đông Vũ. Trong làng giải trí hoa ngữ, Châu Đông Vũ không chỉ là tam kim ảnh hậu trẻ tuổi nhất mà còn được coi là bà chủ đáng mơ ước của nhiều người đó, bởi cô vốn nổi danh là người trọng tình nghĩa và đối xử rất tốt với những nhân viên đã đồng cam cộng khổ cùng mình. Theo thông tin mà người ta tìm hiểu được thì Châu Đông Vũ đã vung tay mua hẳn siêu xe có giá hàng chục tỷ đồng để làm quà sinh nhật cho nhân viên thân thiết. Đó là chưa tính đến chuyện cô nàng cũng rất phóng khoáng trong việc chi tiền thưởng lễ Tết cho nhân viên, chẳng hề kém cạnh phú bà nào của làng giải trí hoa ngữ đâu. Đây chỉ là năm trong rất nhiều ngôi sao hoa ngữ được ca tụng là ông bà chủ nhà người ta vì sự hào phóng và chu đáo, bởi ngoài họ thì còn không ít cái tên đình đám khác như Dịch Dương Thiên Tỷ, Lưu Đào hay Vương Bảo Cường, cũng khiến khán giả suýt xoa không thôi vì quá tốt với nhân viên, bảo sao ai cũng muốn được làm việc cho họ. Bạn muốn đọc những thông tin hot nhất, nóng nhất và độc lạ nhất Cbiz, vậy thì hãy đến với Thế Giới Hoa Ngữ. Dù bạn ở đâu, Thế Giới Hoa Ngữ vẫn sẽ giúp bạn cập nhật những tin tức mới nhất về các ngôi sao đình đám. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.